sẽ đến với chúng ta trên sân khấu thí sinh số 12 Bùi Ngọc Linh Lịch Trác. Lịch Trác sẽ gửi đến với chúng ta một ca khúc mang tên Nhật Ký Của Mẹ, một sáng tác do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Bài ca này nhắc đến tình công ơn dưỡng dục của cha mẹ và nhắc đến sự hy sinh của người mẹ mang con và nuôi con đến khôn lành và thành công. Xin quý vị đón chào thí sinh số 12 Bùi Ngọc Linh Lịch Trác. Contestant number 12, Bùi Ngọc Linh Lịch Trác. She will be singing the song A Mother's Diary. This song tells us the hard labor a mother going through her pregnancy, her sacrifice and her unconditional love for her children, and reminds us that our Vietnamese family value is a very important part of life. Contestant number 12, Bùi Ngọc Linh Lịch Trác. Dạ, bước qua thềm bính thân, Lịch Trác xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và giàu sức khỏe. Và để tiếp tục chương trình thì Lịch Trác xin gửi đến một ca khúc mang tên Nhật Ký Của Mẹ. Bài này được nói về một người mẹ từ quá trình nuôi đứa con cho tới khi đến lớn. Dạ, cảm ơn ạ. Bao ngày mẹ nói, bao ngày mẹ cho, bao ngày mẹ mong con trao đời ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Người con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Gặp con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé kinh nhìn cha con. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hay nhìn cha đang khóc vì con. Một ngày tình giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ hòa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, bước chân đầu tiên trên đường đời.